Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Di Động Việt. Đến thời điểm này thì chúng ta vẫn chưa ai biết được là sẽ có iPhone 11 hay là iPhone XI, XL hay là thế nào cả, đúng không? Giờ vẫn còn rất là sớm để nói điều gì đó về iPhone 2019. Những cái tin đồn về cái series này thì vẫn còn rất là nhỏ giọt. Nhưng mà mình thì cũng đã tổng hợp lại các tin đồn này để dồn vào một cái video này cho các bạn. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng vào video nhé. Đầu tiên là về thời điểm ra mắt và giá bán. Apple thì vẫn chưa công khai lộ trình ra mắt iPhone mới, nhưng mà gần như chắc chắn là họ vẫn sẽ giữ nguyên truyền thống trình làng iPhone 2019 vào tháng 9. Tuy nhiên thì trong 1 tới 2 năm trở lại đây thì cái lộ trình lên kệ iPhone của Apple đã thay đổi khá là nhiều, chủ yếu là do những cái thay đổi lớn trong thiết kế về iPhone X và chiến lược kinh doanh cụ thể một năm sau đó. Nếu như mà chúng ta không nghe được thông tin gì trong những tháng tới thì nhiều khả năng là iPhone vẫn sẽ sốt sình sịch trên các mặt báo vào khoảng mùa thu và mùa đông năm nay. Về giá bán thì dù thế hệ iPhone 2018 bị chê là đắt đỏ, nhưng mà với những cái chính sách thông minh thì Apple vẫn kiểm soát tốt lượng bán ra và cái lượng sản xuất của họ. Chính vì vậy mà theo nhiều chuyên gia thì mức giá cao vẫn sẽ được Apple duy trì đối với thế hệ iPhone 2019. Đối với công ty Mỹ này thì họ cho rằng hiện nay cái chỉ số spend per device, tức là mức chi trả cho một mẫu máy của một người dùng thì đang có xu hướng tăng lên. Thế nên cái động thái hạ giá lúc này chỉ khiến cho họ mất một phần nhận diện thương hiệu mà thôi. Phần mà chúng ta quan tâm nhất về thế hệ iPhone mới có lẽ là về thiết kế. Gần như chắc chắn là Apple sẽ không đi theo cái hướng đục lỗ màn hình mà Samsung đang theo đuổi. Theo Eyes Universal thì Apple vẫn sẽ giữ lại tai thỏ quen thuộc trong năm nay và sẽ chỉ theo hướng đục lỗ vào năm 2020. Nếu thông tin này trở thành sự thật thì 2019 sẽ tiếp tục là một năm Apple giữ nguyên thiết kế để chuẩn bị cho cái lộ trình cách mạng hóa vào tháng 9 năm sau. Theo chuyên gia dự đoán Minh Chi Cua thì tai thỏ của iPhone 2019 sẽ không nhỏ hơn tai thỏ trên các đời tiền nhiệm. Sự thay đổi lớn thì sẽ đến ở thiết kế mặt sau theo như Ben Jeskin. Một số hình ảnh gần đây đã cho thấy flagship iPhone 2019 sẽ có cụm 3 camera xếp thành hình tam giác với cái đèn flash ở góc phải trông khá là mất cân đối. Theo 9to5Mac thì nếu như các hình ảnh này là có thật thì chúng cũng chưa phải là thiết kế mà Apple đã chốt hạ. Và hiện nay thì họ vẫn đang trong cái quá trình test thiết kế, tức là trong tương lai thì có thể sẽ có cả những thiết kế camera khác nữa. Tuy nhiên thì vẫn có cơ sở để khẳng định iPhone mới sẽ có 3 camera. Với những gì mà Huawei, Samsung và một loạt các nhà sản xuất khác đang làm thì Apple cần phải đầu tư nghiêm túc hơn cho cuộc chơi camera. Nhân tiện khi nói về camera thì chỉ có một model cao cấp nhất kế nhiệm với iPhone XS Max thì mới có cụm 3 camera. Điều này thì không có gì đáng ngạc nhiên lắm. Điểm thú vị là Apple đã công khai bày tỏ sự thích thú với cảm biến camera 3D mới nhất của Sony và họ có thể dùng cảm biến này trên thế hệ iPhone mới, tiếp tục duy trì vị thế của camera quốc dân cho các smartphone đến từ Apple. Theo Onyx thì các thông số camera sau trên iPhone mới vẫn sẽ được dao động từ 10 cho đến 14 megapixel. Còn camera True Depth thì sẽ tiếp tục được cải thiện để Face ID được nhạy hơn. Trong một thiết kế render khác của Onyx thì chúng ta lại không thấy combo camera hay là đèn flash được đưa vào trong một hình vuông nữa, mà lại đi ngang theo chiều rộng máy ở phía trung tâm trên logo quả táo. Theo cá nhân mình thì mình thấy thiết kế này cân đối hơn, nhưng trái lại là lại không giống với những cái gì mà Apple đang có khả năng là sẽ làm. Thiết kế này thì gần như là loại bỏ tính nhận diện thương hiệu với camera kép đặt dọc mà Apple đã xây dựng trong phạm vi 2 năm trở lại đây. Vậy thì tại sao lại có hai thiết kế cùng được cho là leak ra từ Apple mà lại quá khác biệt như vậy? Có rất nhiều lý do có thể được đưa ra ở đây. Nhưng thực tế mà nói, khả năng lớn nhất là Apple sẽ có nhiều thiết kế thử nghiệm trước khi đưa ra một thiết kế cuối cùng. Thậm chí có thể đây là thiết kế của hai dòng máy khác nhau, tương đương với iPhone XR và iPhone XS Max của năm ngoái chẳng hạn. Chỉ có một điều chắc chắn sẽ xảy ra, đó là Apple sẽ đưa ra một hoặc là một vài các chi tiết để phân biệt iPhone mới với cả iPhone cũ. Màn hình của thế hệ mới vẫn nhiều khả năng sẽ giữ nguyên kích thước là 5,8 và 6,5 inch, sử dụng tấm nền là OLED được Samsung tinh chỉnh để phù hợp với xu hướng năm 2019, chủ yếu là để khiến cho tổng thể máy được nhẹ nhàng hơn. Không có những tin đồn cho rằng là thế hệ sau của iPhone XS sẽ được tăng kích thước màn hình lên thành 6,1 inch. Tuy nhiên như vậy thì cái dòng kế nghiệm của iPhone XR sẽ mất hoàn toàn lợi thế kích thước màn hình lớn. Câu hỏi lớn nhất lại dành cho cái dòng thấp cấp nhất, kế nhiệm iPhone XR có bất kỳ cải tiến gì về màn hình hay là không? Chúng ta vẫn còn nhớ thì vào năm ngoái màn hình trên iPhone XR được cho là mang những cái trải nghiệm không tệ, không quá khác biệt so với iPhone 7 hay là iPhone 8. Nhưng như vậy là khá chát so với cái mức giá loanh quanh là 17 cho đến 20 triệu khi mà cập bến thị trường Việt Nam. Nhất là khi chứng kiến những cái gì mà Galaxy S10e đã làm được thì chắc chắn Apple sẽ không thể ngồi yên. Apple thì vẫn sẽ giữ lại tấm nền LCD trên dòng máy giá rẻ này, nhưng chưa rõ là sẽ có bất kỳ một sự thay đổi nào về độ phân giải hay là không. Trong thời điểm mà chắc chắn một màn hình 750p sẽ lại gây thất vọng nếu mà quy chiếu với mức giá. Tất nhiên là iPhone mới sẽ tiếp tục được cải thiện về hiệu năng, vì hiệu năng trên iOS của họ là một lợi thế vô cùng lớn khi mà đem so với phần còn lại mà iPhone không thể đánh mất. Chip Apple A13 và những cải tiến mạnh mẽ sẽ được trình làng và thời lượng pin trên các model cũng sẽ được cải tiến. Cụ thể là mẫu kế nhiệm iPhone XS sẽ có thêm 20 cho đến 25% thời lượng pin, mẫu màn hình 6,5 inch sẽ có thêm từ 10 đến 15% pin và mẫu giá rẻ chỉ được tăng khoảng 5% thời lượng pin thôi. Nhân tiện nói về pin thì Apple sẽ đưa tính năng sạc ngược lên iPhone,
nhưng có thể sẽ không nhắm đến việc sạc cho thiết bị khác mà để sạc cho AirPods case mới chẳng hạn. Vậy thì vừa rồi là những cái tin đồn mà mình đã tổng hợp từ các chuyên trang uy tín về thế hệ iPhone 2019 mới và bản thân mình, và mình nghĩ là các bạn cũng sẽ quan tâm nhiều nhất đến cái thiết kế. Vậy thì các bạn thích thiết kế nào hơn và các bạn mong chờ những cái cải tiến gì sẽ có mặt ở trên iPhone 2019? Hãy comment ở bên dưới video này cho mình biết nhé. Còn bây giờ thì xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye!